chào tất cả các anh chị. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái ngành nghề photo. Như các anh chị biết là khi mà để mở một cái tiệm photo thì các anh chị phải cần rất là nhiều cái tìm hiểu coi thử là cái sức cạnh tranh ở khu vực mình cần mở nó có hay không. Rồi sau đó mình phải lựa chọn máy rồi địa điểm cho nó thích hợp. Mình thì làm trong ngành được 6 năm. Lúc trước mình không phải là làm nghề này. Lúc trước mình làm công việc khác, công việc văn phòng. Rồi sau đó mới ra mở để làm. Nói chung nghề photo thì cũng kiếm ăn được. Đối với những cái tiệm mà có được nhiều quá lớn thì ok luôn. Còn không thì đúng với hàng ngày thì kiếm gạo cháo bình thường. Tuy nhiên để mở một tiệm photo thì trước tiên là các bạn phải hiểu về cái photo, hiểu về máy, phải hiểu về kỹ thuật photo trước đã. Rồi sau đó các bạn chọn địa điểm. Địa điểm photo là một điểm cực kỳ quan trọng. Các bạn mà làm photo mà chọn địa điểm một nơi mà xa trường học, rồi xa các cơ quan thì các bạn sẽ có thất bại. Một ngày các bạn vô không đủ tiền chi tiêu, rồi là sinh hoạt, phí sinh hoạt này, tiền điện, tiền hư hao mấy mất. Khi mà các bạn mở tiệm thì các bạn phải chọn địa điểm gần trường học, gần cơ quan nhà nước. Các bạn phải chọn sao điểm trung tâm nằm ở gần khu vực đó. Tại những khu vực đó, ví dụ như một cái trường học các bạn làm, đặc biệt ví dụ như là trường mà nằm ở đối diện trường cấp 3 thì quá tốt. Tại số lượng phố ở trường cấp 3 là phố rất là nhiều lắm. Rồi sau đó các bạn mới đi kiếm mối thêm. Cái đó là từ từ sau khi các bạn mở tiệm ra rồi các bạn mới tiến hành làm đấy ra sao. Còn về máy, đây mình sẽ cho các bạn máy là ngồi phía sau mình, có mình đang xài hai cái máy nha. Các bạn thấy không? Đây một cái nè. Đây. Đây, phía sau mình đó. Các bạn thấy không? Tức là mình đang sử dụng một cái máy dòng Ricoh. Ở đây mình sử dụng dòng Ricoh từ lúc mở tiệm, giờ mình sử dụng là Ricoh là một dòng là 1075 và một dòng là 2025. Khi mà mở tiệm, tức là lúc đó là cái mối mình ít thì các bạn trước tiên các bạn mua một máy trước, sau đó chạy. Khi mà mối mình nhiều rồi đó thì các bạn là mua thêm một cái nữa. Tại vì mình có hai cái máy, là khi mà cái máy này trục trặc thì mình sử dụng cái máy kia mình chạy. Và một điều mà mình chia sẻ cho các bạn luôn là khi mua máy thì các bạn tốt nhất là mua hai máy cùng một dòng hay là cùng một loại đó. Ví dụ mình đang xài, mình đang mua con 2025 thì nếu có điều kiện mình mua tiếp một con 2025 nữa để chi vậy? Thứ nhất là khi mà trong quá trình chạy mấy bài máy của các bạn nó bị trục trặc thì mình có thể lấy đồ của cái máy bên này mình đắp vào máy kia để mình chạy trong thời gian chờ sửa chữa. Như vậy thì công việc của mình là nó mới suôn sẻ được. Cái tiếp đến là các bạn trong quá trình làm thì các bạn phải tìm hiểu về sửa một số cái lặt vặt, ví dụ như là vệ sinh máy, thay rum, lau chạy lâu ngày quá thì rum máy, thay rum, rồi cách ray từ, cách chỉnh từ, rồi thay cuộn dầu. Đó là những cái bộ phận mà giống như là nó mình phải thay thường xuyên, phải biết cái đó, phải biết mở ra rồi thay. Thì học cái này ở đâu thì các bạn ví dụ như chỗ các bạn mua máy thì các bạn điện liên hệ với họ, nếu ở gần thì kêu họ tới, rồi trong quá trình họ tới họ sửa thì mình học luôn. Còn không thì điện thoại qua nhờ người ta chỉ. Còn nếu thì hiện tại bây giờ chỗ nào bán máy hầu như người ta cũng đều chỉ cho mình hết, để mình có cái người ta khỏi tới thôi. Cái điều đó là điều quan trọng để giúp cái công việc của mình rất là suôn sẻ. Đó về máy. Về
kỹ thuật. Thì trong quá trình làm đó, bạn nghiên cứu thêm. Nói chung là mình làm lúc nào cũng phải nghiên cứu phát triển cho mình không ấy. Còn đối với về máy in thì hôm nay mình sử dụng máy in màu. Cái in màu là một cái công cụ in là cũng gần như chủ lực để kiếm tiền cho ngành ô tô. Giờ bạn máy hiện tại bây giờ là cái xu thế mà in màu rất là lớn. Hầu như tài liệu học nào người ta cũng sử dụng màu hết chứ không phải giống như xưa là dùng trắng đen. Do đó các bạn phải làm phải có máy in màu. Máy in màu kiếm tiền cũng rất là nhiều. Các bạn in một tờ như vậy là kiếm 3-4 ngàn bình thường. Còn máy in màu thì như bạn biết là đây máy in màu mình đang sử dụng đây. Đây. Của đây là máy Epson. Mình sử dụng Epson. Tại Epson rất là đẹp. Hồi đó thì chưa sử dụng màu dòng máy khác. Cái tính mình là hay có cái tính giống như là tính trung thành. Mình mua đồ ở công ty nào thì hầu như là mua liên tục, không công ty khác rẻ cũng không mua. Mình đã gọi là tin tưởng rồi. Thì đây mình mua cái con Epson 1430. Cái này máy nâng cấp lên L800 nha. Thì rất là tốt, là tự đưa đầu phun, tự đưa mực vào trong quá trình in luôn. Cái con này là nó không bao giờ nó báo hết mực, tự đưa vào luôn, rất tốt. Mà khi các bạn mua máy in màu thì các bạn tốt nhất là mua luôn cái máy A3. Rồi các bạn trong cái ngành nghề photo thì khi các bạn khách nhiều rồi thì các bạn không chỉ là phô đâu, không phải in màu mà các bạn còn làm rất là nhiều. Thì khi mở tiệm ra thì các bạn lên mạng, các bạn search chương trình học, ví dụ chương trình học Corel, dạy Corel, dạy Photoshop. Để mà tốt nhất các bạn dạy Corel, thì Corel nó dễ dùng hơn Photoshop. Các bạn học lên nó cao lắm, các bạn học ở chừng một tháng các bạn biết sử dụng sơ sơ mà Corel rồi thì các bạn làm được rất là nhiều. Ví dụ như là in thẻ đeo với cái đại hội, ví dụ mà các bạn thấy các cơ quan nhà nước đó, khi mà đại hội nó có những cái thẻ đeo bản tên này, các bạn làm cái đó nha. Thứ hai là cái thư mời. Thư mời hiện tại bây giờ người ta sử dụng là in màu không, thư mời này, in bì thư. Mà để làm những cái đó tốt nhất làm trên phần mềm thiết kế thì nó hay hơn, trên phần mềm Corel đó. Các bạn cứ lên mạng search về cách học Corel thì mình sẽ chỉ cho, là khi các bạn mở lên phần mềm Corel thì các bạn download phần mềm Corel về cài, thì trên đó người ta sẽ hướng dẫn luôn, sẽ có phần mềm download luôn cho nó miễn phí mình rách. Rồi xong sau đó khi các bạn đau về mở lên rồi, các bạn mở phần mềm lên, một bên các bạn mở video lên, rồi video làm sao thì mình làm vậy. Đó là cái cách học nhanh nhất. Và hồi xưa giờ mình vẫn học, đối với hồi xưa giờ Corel mình không có đi học đâu hết, mình chỉ học trên mạng. Đó là cái cách nhanh nhất. Để như vậy khi mà cái công việc gì mình làm cũng được, rồi sau này phát triển nữa các bạn nhận ví dụ như thiết kế mấy cái tờ rơi affix, card visit. Các bạn hiện tại bây giờ đừng mình cách mình đang làm là khi mình nhận khách hàng, nhiều lúc khách hàng tới kêu in 1 hộp 2 hộp, mình tư vấn cho khách hàng là làm luôn 5 hộp, 5 hộp card visit. 5 hộp card visit thì nó cũng tương đương khoảng hiện tại bây giờ đối với khách hàng mình chỉ nằm tầm khoảng 200 ngàn. Còn nếu mà in 2 hộp thì rất là mắc, mà với lại chất lượng không đẹp. Cho đó các bạn luôn tư vấn cho khách hàng luôn làm 5 hộp. Khi bạn làm file xong, các bạn làm file xong rồi các bạn khi mà làm các bạn có liên hệ với chủ nhà in á. Chủ nhà in hiện tại bây giờ người ta in ghép bản rất là nhiều, các bạn gửi vào cái file vào trong đó rồi người ta in cho mình, rồi mình in xong có chừng cách ngày 2 ngày nó có hàng về cho mình thì mình giao lại cho khách. Cái đó cũng rất là ok. Nói chung là ngành nghề photo khi mà các bạn đã làm mở tiệm ra rồi thì hầu như công việc gì các bạn làm cũng được. Các bạn làm cũng được, các bạn cứ mạnh dạn mở nếu các bạn yêu thích nghề photo. Mở nghề photo này kiếm ăn cũng ok, tốt. Nói chung nếu các bạn làm được hết tất cả mọi thứ thì một tháng bạn kiếm khoảng 10 mấy củ thì cũng tạm sống, gọi là giàu thì không giàu nhưng mà cũng chi phí trang trải đủ cho gia đình. Thôi video của mình tới đây hết, bữa nay ngày chủ nhật.
chuẩn bị tới giờ đá banh rồi, bây giờ mình sẽ đi đá banh. Còn các bạn mà có muốn tư vấn thêm về cái gì, mình trong khả năng mình làm 6 năm rồi, những cái kinh nghiệm gì mình đã trải qua thì mình sẽ chia sẻ hết cho tất cả các bạn. Các bạn cứ comment ở phía dưới hoặc để lại số điện thoại, hoặc mình sẽ để số điện thoại của mình phía dưới cái video này, thì các bạn cứ gọi tới mình sẽ tư vấn cho. Còn nếu các bạn ở gần mình thì ok, các bạn muốn học nghề mình sẽ dạy miễn phí không lấy tiền. Rồi tới đây xin chào tất cả các bạn nha. Nếu các bạn coi video của mình thì các bạn nhớ like giùm mình, share và nhớ đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều video phía sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.